Chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Như anh em cũng biết, chúng ta sắp sửa trải nghiệm được Alpha Test 2 của game Kiếm Thế Origin. Và như hé lộ, Alpha Test 2 sẽ có nạp thẻ. Và nạp thẻ chúng ta sẽ có thắc mắc: ơi bây giờ tôi nạp thẻ thì bản chính thức tôi có được hoàn trả hay không? Đây là câu trả lời của fanpage Kiếm Thế Origin. Đây, có tích xanh rõ ràng nha. Anh em tránh bị lừa đảo bởi các fanpage giả mạo nha anh em. Thả ra nạp không lo về giá, hoàn trả lên tới 150%. Sự kiện nạp hoàn trả siêu hời lên tới 150% ở bản chính thức chắc chắn không thể bỏ lỡ. Từ 9 giờ ngày 9 tháng 3 đến 22 giờ 59 phút ngày 18 tháng 3 2023. Lưu ý, Alpha Test 2 chỉ mở cổng nạp tại bay.zing.vn/game/kto. Đây, cái link nào mà nhà phát hành đưa ra thì chúng ta mới vào nạp nha. Những cái link tầm bậy tầm bạ, link khác á, anh em cẩn thận coi chừng là link giả, bị lừa đảo cái kiểu nha. Rồi, nhân vật tạo đầu tiên của cùng tài khoản đã nạp thẻ trong Alpha Test 2 sẽ là nhân vật nhận hoàn trả. Lưu ý nha, nhân vật tạo đầu tiên của cùng tài khoản đã nạp thẻ trong Alpha Test 2 sẽ là nhân vật nhận hoàn trả. Thời gian kích hoạt hoàn trả 90 ngày kể từ ngày ra mắt phiên bản chính thức. Thời gian và chi tiết nhận hoàn trả sẽ được thông báo ở bản tin sau. Quy tắc hoàn trả: vật phẩm hoàn trả là nguyên bảo, không hoàn trả lượng x2 tặng từ nạp lần đầu, không hoàn trả kinh nghiệm và các vật phẩm khác. Dựa theo tổng số tiền nạp sẽ tính toán hoàn trả dựa trên tỷ lệ gốc. Ví dụ, 250 đồng Việt Nam đồng bằng 1 nguyên bảo. Nếu tính tổng nạp trong Alpha Test dưới 20 triệu, hoàn trả 150% nguyên bảo tương ứng với số tiền nạp. Ví dụ, nạp 10 triệu sẽ nhận hoàn trả 40.000 nhân cho 150%, 60.000 nguyên bảo. Anh em có thể nhìn thấy. Nếu tổng số tiền nạp trong phiên bản Alpha Test 2 trên 20 triệu, số tiền nạp 20 triệu trở xuống hoàn trả 150% nguyên bảo tương ứng. Số tiền vượt quá 20 triệu hoàn trả 100% nguyên bảo tương ứng. Ví dụ, người nạp 30 triệu sẽ nhận được 80.000 nhân cho 150% cộng 40.000 bằng 160.000 nguyên bảo. Đó, nó tính ra cho mình luôn á. Anh em đọc kỹ mà anh em tính toán lại. Rồi, cái này là fanpage chính thức Kiếm Thế Origin họ thông báo là như vậy. Anh em có thể là anh em tính toán xem cái hoàn trả này nó có ok hay không. Tự động mỗi người, mình không có đưa ra cái kết quả kết luận của mình là ngon hay không. Tự động mỗi người, nếu như mà anh em muốn nạp, và đặc biệt như anh em nào muốn nạp nhiều á, thì anh em cứ tự tính. Nếu cảm thấy ok thì anh em nạp. Tại vì đây là phiên bản Alpha Test 2, có hoàn trả cũng chỉ hoàn trả nguyên bảo thôi. Tất cả những dữ liệu trong cái phiên bản Alpha Test 2 này, nó sẽ xóa nếu kết thúc cái trải nghiệm Alpha Test 2. Và khi mà ra mắt phiên bản chính thức, nó sẽ làm lại từ đầu. Nó chỉ trả cho chúng ta cái sự kiện hoàn trả nguyên bảo nếu như chúng ta đủ những cái thủ tục ở trong đây, thấy không? Thì cái này mình phải nói rõ cho anh em. Này, chúng ta cua lấy từ ở trên fanpage của Kiếm Thế Origin cho anh em tham khảo, để cho anh em tránh bị trường hợp mà bị lừa, nó sẽ không hay. Rồi, tiếp theo đó chính là cấu hình thiết bị yêu cầu khi trải nghiệm Kiếm Thế Origin. Các dòng máy từ iPhone 6, iPad mini 4, iPad Air trở lên, này iOS nha, sử dụng hệ điều hành iOS 9 trở lên, bộ nhớ thiết bị còn trống 2.5GB trở lên, Android RAM 2GB trở lên, sử dụng hệ điều hành Android 5 chấm trở lên, bộ thiết bị còn trống 3.2GB. Rồi, chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn như là tải bản Alpha Test các kiểu. Ví dụ như là ở iOS đi, bước đầu tiên chúng ta phải tải cái app Test Flight ở link ở thư mời. Chúng ta nhận được cái thư mời trong mail của chúng ta, họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Bước thứ hai, chúng ta chọn tải game Kiếm Thế Origin. Và bước thứ ba, chúng ta mở game, đăng nhập vào game bằng tài khoản Zing ID bất kỳ. Có thể dùng Zing ID khác luôn với tài khoản đã ghi danh. Anh em thấy không? Có thể dùng Zing ID khác với tài khoản đã ghi danh. Và nó phân biệt người chơi được hay không
bằng cách đó chính là chúng ta nhập mã code kích hoạt. Bây giờ nó chơi là nó phải có cái code kích hoạt chúng ta mới có thể tham gia được. Nếu như không có code kích hoạt là anh em, cho dù anh em sử dụng cái ạc như thế nào cũng vậy, anh em cũng không có chơi được. Ở trong đây ghi nè, mở game đăng nhập đúng không, có thể dùng zin ID khác với tài khoản ghi danh luôn, thấy không? Là ví dụ anh em ghi danh một cái tài khoản nào đó, bây giờ anh em sử dụng cái tài khoản mà anh em không ghi danh luôn, anh em vẫn chơi được, với điều kiện phải nhập cái code kích hoạt mà anh em đã đăng ký ở trong cái mail của anh em. Rồi, hướng dẫn tải ở bản Android. Thứ nhất là tải APK ở trong thư mời. Thứ hai, kích hoạt file APK vừa tải để tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, từ 9 giờ ngày 9 tháng 3 2023 có thể đăng nhập vào game bằng tài khoản kích hoạt Zing ID bất kỳ. Có thể dùng Zing ID khác với tài khoản đã ghi danh. Nhập mã code kích hoạt và bắt đầu trải nghiệm. Đó, dữ dội không? Đây, đã tiến hành gửi thư mời rồi nè anh em, tiến hành gửi thư mời. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem. Nếu như mà chúng ta kích hoạt cái thằng này như thế nào, đúng không? Chắc chắn nhiều anh em sẽ không biết cái kích hoạt này nó như thế nào. Chúng ta vào trang chủ là kto.vnggames.com nha. Rồi ok, ai mà chưa ghi danh là nhớ ghi danh nha. Mình không biết là còn hạn hay không, nhưng mà anh em cố gắng là mình ghi danh được thì mình cứ ghi danh nha anh em. Đây là cái thư mời mà cô nhận được. Phiên bản thử nghiệm Alpha Test lần 2 chứa đựng vô số tính năng thú vị cùng chuỗi sự kiện ưu đãi đặc biệt. Mã code kích hoạt, nó sẽ gửi cho ta một cái mã code kích hoạt. Rồi chúng ta xem hướng dẫn code như thế nào. Dùng mã kích hoạt tham gia Alpha Test lần 2. Nguồn gốc mã code kích hoạt, thông qua việc ghi danh hẹn ước tại trang này, là cái trang chủ của mình đó, ghi danh hẹn ước đó. Đại hiệp có cơ hội nhận được mã code kích hoạt tham gia Alpha Test 2. Code được gửi đến email đã đăng ký trong lúc ghi danh. Trúng thưởng mã code kích hoạt tham gia Alpha Test 2 kiếm thấy Origin ở sự kiện Tân Niên Bách Bảo. Là trước đó đó anh em. Đại hiệp nếu từng tham gia và trúng thưởng có thể đăng nhập và xem lại lịch sử code của mình để nhập code. Rồi, tải bản cài đặt Alpha Test 2 đối với iOS, tải bản cài đặt được gửi qua email. Đối với Android có thể tải và cài đặt APK được gửi từ email. Đó, sử dụng mã code kích hoạt như thế nào? Bước 1, cài đặt kiếm thới Origin phiên bản Alpha Test 2 vào máy. Bước 2, mở kiếm thới Origin lên, chọn đăng nhập tài khoản Zing ID bất kỳ. Cái này chúng ta chọn như thế nào cũng được, tài khoản nào cũng được hết trơn á anh em. Mà chúng ta quan trọng nhất đó chính là cái chỗ mã kích hoạt. Sau khi chúng ta đăng nhập thành công đúng không? Đó, hệ thống sẽ yêu cầu mày đưa mã kích hoạt đây. Cho dù mày lấy cái ạc thứ dữ cỡ nào tao không quan tâm, tao chỉ cần mày có một cái code kích hoạt là mày đã đăng ký thành công rồi đó, thấy không? Mày nằm ở trong cái danh sách mà được chơi đó, cái kích hoạt đó, cái code đó, nhập vào đây em. Nhập vô thành công thì chúng ta sẽ lấy luôn cái ạc đó, chúng ta trải nghiệm cái game này, thấy không? Lưu ý, mã code kích hoạt chỉ dùng một lần và duy nhất cho một tài khoản thôi nha. Rồi, vui lòng không chia sẻ với mọi hình thức, tại vì nó chỉ duy nhất một tài khoản nên cho dù cái người thứ hai nhập thì nó không có ý nghĩa, nó đâu có chơi được đâu. Rồi, code kích hoạt đã sử dụng sẽ có thông báo, đó chính là mã kích hoạt nhập sai hoặc mã kích hoạt đã được cho tài khoản khác rồi, thấy không? Rồi xong rồi, nó chỉ vậy thôi anh em, nó cũng đơn giản đúng không? Mình ra cái video này chủ yếu để anh em biết được cái lần trải nghiệm Alpha Test 2 của kiếm thấy Origin thì chúng ta sẽ phải có cái code. Thì có cái code ở đâu? Một là chúng ta đã từng tham gia cái Tân Niên Bách Bảo, cái sự kiện ở Tết á. Hai là những anh em nào may mắn nhận được cái email của nhà phát hành tham gia ghi danh hẹn ước trải nghiệm Alpha Test 2 ở trang chủ game. Thì có hai cách đó để anh em có thể nắm rõ và chúng ta biết được trong Alpha Test 2 lần này chúng ta có thể nạp thẻ nha. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha.
Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.